Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Thời điểm mua mới xe có giá lăn bánh tại biển thành phố luôn thì dao động đâu đó khoảng gần 1 tỷ 3. Mắc một gần một nửa giá trị xe sau 5 năm sử dụng. Đấy thì giá tốt cho quý khách hàng dễ cân nhắc vào lựa chọn nha. Thì giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị chỉ hơn lăm quanh hơn 700 nha. Đấy. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Santa Fe phiên bản dầu, đặc biệt là bản dầu cao cấp nhất nha. Bản dầu cao cấp nhất thì có cái giá cao nhất trong các phiên bản còn lại nha. Thì đời 28 thì sẽ chia bao gồm là bốn phiên bản: dầu tiêu chuẩn, dầu đặc biệt, xăng tiêu chuẩn và xăng đặc biệt, và phiên bản dầu cao đặc biệt là phiên bản được khá là nhiều anh chị lựa chọn và tin dùng, tại vì có cái mức giá nó cực kỳ cao luôn nha. Đấy. Dầu đặc biệt đời 2018 sẽ đi chuẩn đô hơn đâu đó em nhớ là khoảng 7 vạn 2 á, thì sẽ giảm quay đô cho anh chị xem. Và có cái phần đặc biệt, mặc dù là ô đô đi 7 vạn 2 sau 5 năm sử dụng, mà anh chị kiểm tra xem đây, đạp lớp đây, tầng thứ 35 của năm 2017 nha quý chị, là vỏ zin theo xe nha, vỏ zin theo xe. Và quý chị xem cái độ gai gió nè, nghĩ đi đâu đó khoảng tầm 30.000 40.000 km đó bình thường nha, với cái độ vỏ zin, một cái bộ vỏ lót zin của Santa Fe thì đi khoảng tầm 100.000 km khá là bình thường nha quý chị. Đấy, mâm to luôn, mâm 19 anh nha, vỏ là vỏ cơm hô nha, bốn phanh chạy trước sau. Xe được trang bị cho mình là bóng bi lét rửa đèn pha đầy đủ nha. Bản dầu cái form thiết kế đời 28 thì nhìn khá là cứng cáp nha anh chị. Đấy, màu sơn si thì màu trắng liền lạc đồng màu trước là sau luôn. Đó là 47 nha. Đường bộ đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2023. Đấy, xe thì có hơi bụi xíu thì bên em sẽ spa dọn rửa lại trước khi bàn giao đến tay quý khách hàng nha. Xe thì đậu ngoài mưa có hơi bụi, vừa về là muốn lên sóng liền để phục vụ anh chị nha. Bốn phanh để trước sau. Dầu đặc biệt là được thì nó sẽ khác hơn phiên bản dầu tiêu chuẩn là một vài yếu tố như cửa nóc nè và hệ thống dẫn động là hai cầu nha, 40 kd hai cầu trong phiên bản dầu đặc biệt. Xe mang sẵn biển số thành phố 51 nha, thì một chủ sử dụng từ đầu, tiết kiệm được 20 triệu tiền sang tên đổi chủ nếu như anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn Hà Nội nha. Đấy, cam lùi cảm biến lùi đầy đủ luôn, quay sơ phần gầm bệ cho anh chị sau 5 năm sử dụng xem. Đấy, còn mới tinh sáng chăng, chưa có dấu hiệu gì gọi là rỉ sét hay xuống cấp gì nha, cấp là cấp điện nha chị, dầu đặc biệt mà trang bị công nghệ trên xe thì miên man luôn. Đấy, gặp cái hàng ghế thứ ba lại ngồi thoải mái rộng rãi vô cùng luôn, có cửa gió điều hòa, có cổng sạc đầy đủ nha, hai bên hai cổng sạc đầy đủ miên man luôn, nếu gặp lên thì ngồi nó khá là thoải mái nha. Đấy, hàng ghế thứ ba này thì hầu như là ngồi nó trẻ em trẻ nhỏ ngồi thôi, còn người lớn thì hầu như là khá là hạn chế nha. Cấp chỉnh điện, xe trang bị động cơ dầu 2.2 lít cho ra công suất đó 199 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp, lâm quanh mất bao nhiêu liệu 6 lít 8 này ngoài đô thị, 8 lít 2 được kết hợp và 10 lít rưỡi đường trong nô nha, khá là tiết kiệm luôn. Động cơ dầu cho những dòng xe Hàn Quốc như là Kia, Hyundai thì khá là tiết kiệm nha chị, đi cực kỳ êm luôn, được khẳng định trên thị trường khá là nhiều rồi. Đấy, có rèm che nắng đầy đủ nha, ghế da một kem còn khá là sáng mới luôn. Hàng ghế thứ hai hầu như khá là ít sử dụng nha chị, da ghế còn căng bóng nè, mịn, chưa có dấu hiệu gọi là bung chỉ xuống cấp gì nha. Có lót thảm sàn sẵn tràn nguyên zin, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, có cổng sạc. Hàng ghế thứ ba quay sơ cho anh chị xem, rộng rãi thoải mái vô cùng. Hàng ghế thứ ba thì trẻ em trẻ nhỏ ngồi thôi nha, 5 năm sử dụng mà chủ đi gia đình là giữ gìn khá là kỹ nha chị. Trang bị ghế lái chỉnh điện nè, da ghế cái phần này có dấu hiệu bong chóc rồi nha. Đấy, phần này thì ngồi chạy vô chạy ra, chạy vô nhiều thì nó sẽ có ảnh hưởng theo thời gian, thì phần này là bình thường, nhưng mà da ghế zin như thế này là chủ đi giữ gìn khá là kỹ nha. Có hai vị trí nhớ ghế rõ ràng luôn, 10 loa bầu. Công nghệ trên xe thì miên man luôn, ABS, LBD, hỗ trợ độ đều, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, khóa bi sai cầu sau, 6 túi khí an toàn, 3 chế độ lái luôn nha. Đây, bao gồm Eco, Sport và tắt thì là chế độ Normal bình thường nha. Tay lái vô lăng thì được trang bị khá là nhiều phím bấm luôn, điều chỉnh âm lượng, đồng thời gánh tay, ga tự động, vô control, chưa có lẫy số nha. Ô đô chuẩn 72.513 km sau 5 năm sử dụng thì tính ra con số đi trung bình đâu đó mỗi năm khoảng gần 15.000 km, mà chủ đi gia đình giữ gìn khá là kỹ nha anh chị. Đấy, màn hình zin theo xe tích hợp khá là nhiều tính năng cho anh chị luôn. Để mở về map, đấy, hệ thống xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ thoải mái nha. Điều hòa tự động hai dùng đấy, điều hòa tự động, đèn nổ start stop số tự động, khá là nhiều cổng sạc ở dưới đây nha chị, khá là nhiều cổng sạc ở dưới đây luôn. Phanh tay điện tử, auto horn, sấy ghế đầy đủ nha.
Đặc biệt hơn hết là được trang bị cho mình là cửa sổ trời toàn cảnh panorama nha. 7 chỗ mà được trang bị thêm cửa sổ trời nhìn xe nó sáng cực kỳ với nhau chị. Nếu như ở Việt Nam thì không có thì nhìn nó ngợp, nhưng mà nếu như có thì nhìn nó thoải mái nha. Hầu như ở Việt Nam khá là ít sử dụng nha. Ở tổng thể nội thất thì khá là sạch sẽ. Em đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo là có động cơ 2.2 động cơ dầu cho ra công suất đó 199 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp nha. Máy nổ khá là êm luôn nha quý chị. Ở bác theo chị mới nói là nguyên xin nha. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng cho quý chị, xe không lâm đụng, không tai nạn, không tai kích. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng chứ không phải nó bị xu nha quý chị. Nên là đảm bảo cho anh chị yên tâm tuyệt đối khi mua bán và trao đổi xe bên em nha. Xe bên em thì vẫn còn bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc là 5.000 km tùy điều kiện nào đến trước nha. Rồi tổng kết lưu trước mắt của anh chị, đây là con Hyundai Santa Fe phiên bản giàu đặc biệt đời 2018, xe tiêu chuẩn ô tô hơn 72.000 km. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho anh chị chỉ hơn 740 triệu xíu thôi nha. Và đặc biệt thì xe bên em này bên em vẫn còn hỗ trợ cho anh chị vay trả góp thoải mái nha. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em đâu đó khoảng tầm 280 triệu đến 300 triệu là quý anh chị đã có thể sở hữu em một xe 7 chỗ máy dầu số tự động. Công nghệ trên xe thì miên man luôn, vận hành cực kỳ êm ái luôn, được khá là nhiều quý anh chị tin dùng. Và thời điểm này thì phải nói là giá cực kỳ tốt để cho quý anh chị dễ cân nhắc và dễ sử dụng nha. Khấu hao đâu đó khoảng một nửa giá trị xe sau 5 năm sử dụng. Thì quý anh chị là người dùng sau này thì mua về được không có phần chi phí khấu hao nhiều đáng kể được bao nhiêu đó nha. Tại vì giá thời điểm này phải nói là cực kỳ tốt cho quý anh chị dễ cân nhắc và sử dụng xe nha. Rồi cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị về con xe này. Hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc alo trong đất sớm nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, gần 70 đầu xe để phục vụ quý chị. Nhớ nhắc alo cho em sẽ hỗ trợ cho quý chị cái giá tốt nhất cũng như là chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của quý chị nha. Rồi bye bye quý chị nha.